Ít nhất 174 người đã chết trong vụ giẫm đạp kinh hoàng vừa xảy ra tại sân vận động Malang ở Indonesia. Con số thương vong có thể vẫn còn tăng lên theo nhà chức trách Indonesia. Đây trở thành một trong những sự kiện thể thao chết chóc nhất trên thế giới. Theo thông tin của cảnh sát, sau trận đấu giữa hai đội Arema FC và Persebaya Surabaya trên sân vận động Kanjuruhan ở tỉnh Đông Java hôm 1 tháng 10, các cổ động viên của đội thua cuộc đã lao vào sân, khiến nhà chức trách phải sử dụng hơi cay, dẫn đến tình trạng giẫm đạp khiến nhiều người ngạt thở. Các kênh truyền hình và truyền thông ở Indonesia đăng tải những hình ảnh cho thấy khán giả tràn xuống sân. Nhiều thi thể được mang ra khỏi sân vận động. Bạo loạn cũng xảy ra ngoài sân với nhiều xe hơi bị lật ngửa và đốt cháy. Tổng thống Indonesia ngày 2 tháng 10 đã ra lệnh kiểm tra và đánh giá lại việc đảm bảo an ninh ở tất cả các trận bóng, yêu cầu Liên đoàn bóng đá Indonesia đình chỉ giải đấu. Cơ quan quản lý bóng đá sau đó đã công bố tạm dừng giải BRI Liga 1 trong một tuần để tiến hành điều tra vụ việc. Sự cố này đã ảnh hưởng rất nặng nề đến nền bóng đá Indonesia. Tôi sẽ cùng ban lãnh đạo Liên đoàn bóng đá và cảnh sát trưởng quốc gia họp để đánh giá kỹ lưỡng công tác tổ chức các trận đấu và việc tham dự của cổ động viên. Liệu chúng ta có tiếp tục tổ chức mà cấm những người hâm mộ tới sân hay không? Liên đoàn bóng đá quốc tế FIFA đã yêu cầu Liên đoàn bóng đá Indonesia báo cáo về sự cố chết người này. Các vụ giẫm đạp và bạo loạn trong sân vận động khiến nhiều người chết nhất trước đó từng khiến 300 người chết ở Peru năm 1964 và vụ bạo loạn sân Hillsborough ở Sheffield, Anh năm 1989 khiến 96 cổ động viên Liverpool thiệt mạng.